Mẹ đi ra lộ đi mọi người. Ok, nhìn ăn cái mơ luôn á. Nhìn cho nó ăn cả hành lông. Không có gì cho nó ăn hết. Rồi. Nhìn cho nó ăn này nó. Nó to luôn. Hôm nay tối ra lộ thấy bất ngờ luôn đó. Cái to to gì luôn. Nhìn cho nó ăn cả nhiều cỡ lắm. Mẹ nó bu đi cả hành lông. Chị đang có lãnh không có ăn có lương. Dư. Nhìn cho nó ăn. Nem bùi là dạ bắp cải, dạ bắp cải nhanh bùi mọi người cho để to luôn đây nên mở đi ăn đi nhưng mà nem bùi nem bùi cái gì em tầm có một mét ấy gì mình tầm mặt đỏ dày lắm rồi em nuôi thử nó bằng mặt nó kia nó ăn đó kia nó kìa bữa nay là buổi tối rồi nhỏ thử đây em không nhớ cho mọi người coi nha nè nhớ cho năm wow con này đây nè đó nhớ chưa chân nó nữa kìa gì đó tối giờ nhìn ăn thấy là đó luôn rồi to bên này có mấy con to nó rớt xuống này em nuôi nhiều cỏ thì lúc đầu mua đấy nó có mẹ giống mày trời vậy em thả thử thì nó đẻ nhưng mà nó sống được thời gian đâu mà nước nó chết rồi còn mấy con này là trứng này mắc ra cũng như không có mẹ mày luôn rồi bu trời đó cái gì tết tập ử nó nhỏ nữa tết này lúc trước nè nuôi cái này được cái tết này được 2 tháng mấy 3 tháng rồi không nó trời luôn không mới được mở ra gọi phim nha mọi người. Chờ cho mọi người đến đây không? Mọi người thấy hay ủng hộ một chơi một like một share ra đây mọi người. Em có tinh thần làm video tiếp cho mọi người coi. Em nghe nuôi ra nhiều chắc có lẽ nó hợp nước rồi nè. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha.